Kính chào quý vị và các bạn, các em nhỏ trên cả nước đang rất háo hức chờ đón Trung thu để được phá cỗ trông trăng. Dự báo trong tối và đêm nay ở hầu khắp Trung Bộ, Tây Nguyên sẽ ít mưa, thời tiết đẹp cho các em nhỏ vui chơi. Tại các thành phố như là Thanh Hóa và Hà Tĩnh thì dự báo mưa muộn về đêm, còn trong buổi tối thì nhiều mây, mát mẻ với mức nhiệt 24 đến 25 độ. Đồng Hới, Huế trở vào đến Phan Thiết hoàn toàn tạnh giáo, trăng sáng 24 đến 27 độ. Kon Tum, Pleiku và Buôn Ma Thuột cũng không mưa, se lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ. Sang tới ngày mai, hầu khắp các thành phố sẽ đều có nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 34 độ, riêng với Quảng Ngãi sẽ chạm mức nắng nóng 35 độ. Khu vực Nam Bộ ngày mai dự báo trời nắng đến đầu giờ chiều, nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác của Nam Bộ phổ biến từ 30 đến 33 độ. Về chiều tối, có khả năng là sẽ xuất hiện mưa dông, lượng không lớn nhưng vẫn cần đề phòng với lốc, sét và gió giật. Ở Bắc Bộ, mưa đang giảm nhanh, chỉ còn mưa rào nhẹ về đêm, lũ cũng rút thêm. Sang tới ngày mai thì dự báo toàn miền trời sẽ bừng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết, ở trên biển, vịnh Bắc Bộ xuống đến Quảng Ngãi, vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang và ra ngoài khơi huyện đảo Trường Sa, cảnh báo có mưa dông đi kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7. Trong khi đó, ở huyện đảo Hoàng Sa, mưa vài nơi, tầm nhìn xa tốt trên 10 km, gió nhẹ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.